chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỳ họp Quốc hội thứ 8 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội, bắt đầu quá trình xem xét, thông qua 18 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, quy phạm pháp luật và thảo luận cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác. Cần bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh để cập nhật sát hơn tình hình thực tế, tăng hiệu quả hỗ trợ nông nghiệp phục hồi. Đồng bào dân tộc Khmer tại đồng bằng sông Cửu Long nỗ lực xây dựng nông thôn mới, góp phần vươn lên phát triển kinh tế, tự tin làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Và sau đây là thông tin chi tiết. Với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, kỳ họp Quốc hội thứ 8 đã khai mạc trọng thể sáng nay tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỳ họp. Mở đầu phiên khai mạc, các đại biểu Quốc hội đã dành một phút mặc niệm chiến sĩ hy sinh, đồng bào tử nạn trong bão số 3 Yagi. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kỳ họp Quốc hội thứ 8 có ý nghĩa rất quan trọng với khối lượng công việc rất lớn. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 18 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và thảo luận cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác. Các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét tại kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực mà thực tiễn đang đòi hỏi cấp thiết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực, khắc phục các điểm nghẽn, tất cả vì phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đảm bảo đời sống của nhân dân. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, trí tuệ, chuyên nghiệp, khoa học, tập trung góp ý toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp. Luật cần ngắn gọn, chỉ quy định những vấn đề theo đúng thẩm quyền của Quốc hội, không luật hóa các vấn đề thuộc thông tư, nghị định, chuyển tư duy quản lý sang khơi thông nguồn lực, kiểm soát quyền lực, không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong các luật nghị quyết. Đảm bảo khi các luật, các nghị quyết được Quốc hội thông qua đạt chất lượng cao và tuổi thọ lâu. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét quyết định thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2030 và chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Quốc hội cũng sẽ thực hiện giám sát tối cao chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến năm 2023, tiến hành bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số nội dung công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024. Cuộc thi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài truyền Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đồng tổ chức. Kể từ khi phát động, Ban tổ chức đã nhận hơn 468.000 tác phẩm dự thi, cao nhất từ trước đến nay. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 12 giải A, 22 giải B, 37 giải C và 63 giải khuyến khích. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo 35 Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả được nhận giải thưởng. Để phát huy cao nhất giá trị của cuộc thi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần tiếp tục thống nhất nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng, lý luận chính trị, gắn chặt với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời phải xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt, làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với củng cố thế trận lòng dân. Tính đến giữa tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 610 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu hơn 21 tỷ đô la Mỹ, số liệu từ Tổng cục Hải quan. Trong đó, tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến chế tạo chiếm khoảng 87 đến 88% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Năm nay, dự báo xuất nhập khẩu sẽ có nhiều mặt hàng đạt mục tiêu đề ra, như về lĩnh vực dệt may, kim ngạch 44 tỷ đô la Mỹ được dự báo là có thể đạt được. Da giày vào khoảng 27 tỷ đô la Mỹ và về nông sản, dự báo xuất khẩu rau quả năm nay có thể đạt mốc 7 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Xu hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 4 sẽ ổn định và tốt lên so với quý trước. Đây là nhận định của gần 83% trong tổng số hơn 30.000 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong khảo sát của Tổng cục Thống kê. Hơn 40% doanh nghiệp tham gia khảo sát dự kiến số đơn hàng mới sẽ tăng vào cuối năm. Trong đó, khu vực doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài dự báo đạt kết quả khả quan nhất. Mức tăng dự báo cho khối lượng sản xuất và đơn đặt hàng mới đều cao nhất trong các khu vực. Mặc dù vậy, theo Tổng cục Thống kê, các doanh nghiệp vẫn đối diện với một số khó khăn như là nhu cầu thị trường trong nước ở mức thấp, cạnh tranh ngày càng cao và nhu cầu tại các thị trường quốc tế chưa phục hồi hoàn toàn. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, khôi phục sản xuất, nông lâm thủy sản bị thiệt hại sau bão lũ. Trước đó, Thủ tướng đã chỉ đạo sửa đổi nghị định về cơ chế, chính sách, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh. Trong 7 năm qua, nhờ có cơ chế chính sách này, các hộ nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp đã được hỗ trợ hơn 6.000 tỷ đồng, nhưng đến nay cần bổ sung hoàn thiện. Giờ cứ hỏi đến chuyện vườn tược là bà Hằng lại không cầm nổi nước mắt. 4 sào vườn bị thiệt hại khi nước lũ về quá nhanh. Giờ là lúc cần tiền mua giống. Nhưng tiếc một điều, cây cảnh lại chưa thuộc diện hỗ trợ theo Nghị định 02. Hỗ trợ chúng tôi hoa màu lúa như thế nào thì chúng tôi, cây cảnh chúng tôi cũng như thế. Là vì nhưng chúng tôi đầu tư ra cây cảnh còn gấp nhiều vốn hơn cây hoa màu và cây lúa. Bao chấu này bị mắc kẹt lại khi nước lũ rút đi. Đủ để quý vị có thể thấy rằng là nước ngập cao đến nhường nào, hơn 3 mét. Thiên tai càng khốc liệt, càng đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi nông dân và sự hỗ trợ từ nhiều phía. Sau khi lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất xác định lại các đối tượng hỗ trợ. Mức hỗ trợ sẽ tăng bình quân 2,7 lần so với trước, căn cứ vào giá vật tư nông nghiệp. Người dân và doanh nghiệp không cần làm đơn xin hỗ trợ mà chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xác nhận thiệt hại. Điều này giúp đẩy nhanh các thủ tục hành chính. Nó phải đáp ứng được cái nhu cầu tối thiểu của người dân, hỗ trợ kịp thời. Thứ hai nữa là mức hỗ trợ đủ để khôi phục sản xuất. Và vấn đề thứ ba đấy là góp phần quan trọng là phục hồi nhanh chóng ngay sau bão. Dù sửa đổi nhưng Nghị định 02 vẫn giữ nguyên tinh thần là một chính sách hỗ trợ chứ không phải đền bù. Khi thiên tai ngày càng khó lường thì chính nông dân và doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị cho rủi ro. Canh tác trong sản xuất phải có những cách thức để phân tán rủi ro. Đối với doanh nghiệp hay một số hộ kinh doanh lớn thì có thể tính đến giải pháp là bảo hiểm. Bảo hiểm cũng là một cách để giảm rủi ro. Sau hơn 7 năm thực hiện nghị định này, chưa địa phương nào triển khai được hoạt động hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thủy sản. Nên có thể nói, chính sách này chưa mấy đến được với người nuôi trồng thủy sản. Sự hỗ trợ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nhanh, đúng và trúng đối tượng, thời điểm để chính sách thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả như mong muốn. Thời gian qua, thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Tỉnh Hậu Giang thường chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi xâm nhập mặn, sạt lở và đặc biệt là chiều cường dâng cao vào các tháng gần cuối năm. Chiều cường đã vượt mức báo động 3 và còn tiếp tục lên nhanh. Để ứng phó, bà con nông dân Hậu Giang đang gấp rút thu hoạch lúa thu đông cũng như bảo vệ các diện tích sản xuất nhằm tránh thiệt hại. Những trái lúa này đã đến kỳ thu hoạch, tuy nhiên mưa lớn cộng thêm chiều cường dâng cao đã uy hiếp từng ngày. Do vậy, bà con nông dân phải tranh thủ thu hoạch sớm để tránh thiệt hại. Ông Sái cùng nhiều nông dân xung quanh đang tập trung bơm rút nước ra. Bởi 1,5 hectare lúa OM của ông cùng cánh đồng gần 20 hectare đang bị nước uy hiếp. Máy bơm hoạt động hết công suất liên tục nhiều ngày qua. Khi mà có chiều cường xuống mà tới thì thu hoạch thì bắt đầu... Nói chung thì mấy cái anh bơm nước nhưng mà cũng phải vận động số bà con có mái nhà đặt luôn. Có nghĩa là đặt nhiều mái lắm. Có nghĩa là mình siết cho nó cho trong vòng 1-2 ngày là nó cạn được mình thu hoạch. Ngay cái thời mưa bão này, thứ nhất là thu hoạch lúa nó khó khăn, cái là lúa đổ ngã, làm cái chi phí của bà con tăng cao. Mái nó cắt thì nếu mà mưa thì đùng. Theo thống kê, hiện Hậu Giang còn hơn 8.700 hectare lúa thu đông trên đồng, chủ yếu đang trong giai đoạn trậu chín. Nông dân phải tranh thủ thu hoạch nhanh khi trời nắng ráo.
riêng các ao cá, vườn cây ăn trái, bà con phải tập trung bao dây bờ và đắp bờ bao lên cao. Bà con nông dân chúng ta cũng nên thu hoạch sớm khi mà lúa mình đã tới cái độ chín. Cái thứ hai nữa thì cũng những cái vùng có đê bao khép kín thì bà con tích cực chúng ta bơm nước để mà tháo nước bớt để hạn chế cái thất thoát. Ở Hậu Giang triều cường lên chậm và cũng rút chậm. Bà con nông dân nên theo dõi chặt tình hình mực nước để kịp thời ứng phó, tránh ảnh hưởng tới sinh hoạt, sản xuất và giao thông. Và sau đây là phần điểm những thông tin đáng chú ý trên các trang báo quốc tế về Việt Nam trong 24 giờ qua. Việt Nam gây bất ngờ là nhan đề bài viết đáng chú ý đăng tải trên báo Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga. Bài viết nhấn mạnh sau khi Việt Nam công bố GDP quý 3 đạt 7,4%, nhiều ngân hàng và các tổ chức quốc tế đã lập tức nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 so với dự báo trước đó. Phần lớn các tổ chức quốc tế đều bất ngờ trước con số GDP quý 3 mà Việt Nam công bố, đặc biệt là sau khi miền Bắc vừa gánh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi hay bão số 3 gây ra. Thiệt hại ước tính có thể lên tới gần 100.000 tỷ đồng. Trong báo cáo mới đây, ngân hàng HSBC cho biết mức tăng trưởng 7,4% trong quý 3 của Việt Nam là cao hơn hẳn so với kỳ vọng. Việt Nam đã trở lại là ngôi sao tăng trưởng của ASEAN. Ngân hàng này đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam lên 7% từ mức dự báo trước đó là 6,5%. Còn ngân hàng Standard Chartered cũng có động thái tương tự khi nâng mức dự báo tăng trưởng GDP năm nay của Việt Nam lên 6,8% so với dự báo trước đó là 6%. Báo điện tử The Star của Malaysia có bài viết về cuộc cách mạng lúa xanh mang lại lợi ích cho Việt Nam. Là một phần trong cam kết đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai chương trình sản xuất lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp trên diện tích lớn, cụ thể là triển khai 1 triệu hecta lúa tại đồng bằng sông Cửu Long. Những kết quả sau 1 năm triển khai là giảm chi phí, sử dụng ít phân đạm hơn, ít sử dụng thuốc trừ sâu và ít lượng nước sử dụng hơn từ 20 đến 40% so với lúa thông thường. Tổng lượng khí thải CO2 giảm từ 3 đến 5 tấn trên 1 hecta. Trong khi đó, năng suất tăng 10% và thu nhập của nông dân tăng lên. Chuyên trang về lĩnh vực tài chính thị trường của Canada, BNN Bloomberg đưa tin, khách du lịch yêu thích sự sang trọng đang đổ xô đến các nhà hàng ăn uống cao cấp của Việt Nam năm 2023. Cẩm nang Michelin đã đến Việt Nam và trao tặng 1 sao cho 4 nhà hàng. 3 nhà hàng khác đã gia nhập danh sách năm nay, bao gồm 1 nhà hàng tại Đà Nẵng, cho thấy ẩm thực cao cấp đã mở rộng ra ngoài các thành phố lớn. Ẩm thực đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút những người đi du lịch vòng quanh thế giới, đặc biệt trải nghiệm ẩm thực cao cấp đang dần trở thành hoạt động phổ biến đối với khách du lịch. Trang thông tin điện tử Vietjo của Nhật Bản đăng tin, chè của Việt Nam đứng thứ 82 trong số 100 món tráng miệng ngon nhất châu Á. Bài viết dẫn thông tin từ chuyên trang ẩm thực Taste Atlas đã công bố bảng xếp hạng 100 món tráng miệng ngon nhất châu Á với một đại diện đến từ Việt Nam là món chè ba màu. Bảng xếp hạng này dựa trên các đánh giá của du khách và ý kiến của các nhà chuyên môn. Theo đó, chè ba màu là một món tráng miệng đặc trưng của Việt Nam, nổi bật với màu ba màu xanh, vàng và đỏ. Món chè này có trân châu, hạt sen, đậu, hạt dẻ, thạch, ăn cùng nước cốt dừa và chuối, lạc rắc bên trên. Trong 10 món tráng miệng ngon nhất châu Á, có đến 6 món đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó là các món tráng miệng khác của Philippines, Indonesia và Ấn Độ. Trong phần tiếp theo của bản tin, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã phát động nhiều mô hình thiết thực giúp xây dựng biên giới giàu đẹp, vững vàng, từ đó tạo nên thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm sáng tạo và quảng bá nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc để đón nhiều hơn nữa khách du lịch quốc tế trong dịp cao điểm cuối năm. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý, đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 1,3 triệu người là đồng bào dân tộc Khmer. Thời gian qua, bên cạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, bà con đã chủ động, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế hộ, xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang, địa phương có số lượng đồng bào dân tộc đông đứng thứ 3 tại đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, người dân tại Kiên Giang đã có thêm điều kiện để lao động sản xuất và càng phấn khởi hơn khi bà con không còn trông chờ, ỷ lại. Rất nhiều hộ dân tại những vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer đã viết đơn xin thoát nghèo. Bên cạnh công việc dân quân tự vệ, anh Thảo luôn hăng hái lao động sản xuất. Mỗi tháng thu nhập của anh gần 5 triệu đồng. Mặc dù chưa phải đủ đầy, tuy nhiên anh vẫn xin thoát nghèo.
hộ nghèo đó, thì ta lớn tuổi, người già lao đơn, nên mình quyết định là xin viết đơn xin thoát nghèo để là nhường cái phần đó cho những người đó. Ở vùng quê này, mô hình nuôi trâu giúp bà con dân tộc Khmer có thêm thu nhập. Giá hai con trâu được hỗ trợ sau khi trừ chi phí, mỗi hộ có hơn 50 triệu đồng. Đây là một trong nhiều mô hình sinh kế để tiếp sức cho bà con vượt khó. Tuyên truyền cho người dân nắm được các cái chủ trương chính sách của đảng, cũng như là cái ý chí mà vươn lên trong cuộc sống. Và cái thứ hai là mình phải có một cái mô hình gì đó gọi là thiết thực, tập làm kinh tế. Thời gian qua, các chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo sự sống mới cho khu vực nông thôn. Tất cả 40 xã tại Kiên Giang có đông đồng bào dân tộc Khmer đã về đích nông thôn mới. Số hộ nghèo mỗi năm ở vùng đồng bào thiểu số giảm từ 1,5 đến 2%. 2023 thì đã đạt 1,28%. Thì có thể thấy là cái tỷ lệ giảm nghèo đã đi trước cái chỉ tiêu của đại hội là 3 năm. Hăng hái lao động sản xuất, luôn nỗ lực để thoát nghèo. Đồng bào Khmer tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước. Bà con tự tin vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Tại Lào Cai, hơn một tháng sau thảm họa thiên tai, người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh đang dần ổn định lại cuộc sống. Cùng với sự hỗ trợ về vật chất, những hoạt động hỗ trợ về tinh thần đã tiếp sức cho bà con vượt qua đau thương, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Sau hơn một tháng gắn bó với Làng Nủ, chiều nay một đơn vị hỗ trợ thi công mặt bằng cho khu tái định cư của thôn đã tổ chức một bữa cơm với bà con trong khu tạm cư của làng. Mọi người cùng nhau chuẩn bị cho bữa cơm. Không khí khu tạm cư trở nên nhộn nhịp hơn. Hôm nay thì cái công trình của chúng tôi tham gia thì cũng cơ bản đã hoàn thành, bàn giao cho binh đoàn 12 làm cái bước tiếp theo. Thế nên tôi muốn mời bà con một bữa cơm để rồi cũng muốn tâm sự, muốn tri ân, muốn chia sẻ với đồng bào. Trước đây, những bữa cơm quây quần như thế này được bà con thôn Làng Nủ tổ chức thường xuyên. Nhưng từ ngày làng xảy ra biến cố, đây là bữa cơm đầu tiên có đông đủ mọi người. Những nỗi niềm được mọi người cùng nhau chia sẻ, động viên nhau hướng tới ngày mai. Bà con cũng sum họp với nhau, mà cùng nhau và nói lời với nhau để mà góp ý nhau, để cố gắng làm ăn, cố gắng vươn lên, có nhiều cái sức khỏe. Được gặp nhau này là an ủi nhau, được cái vơi đi những cái nỗi buồn, hay là cũng được đông đủ như này thì là nó cũng chẳng khác như là một cái gia đình, một cái tổ ấm của một gia đình riêng đó. Mong muốn bà con Làng Nủ là gắn kết yêu thương và cùng nhau phát triển lại cái cuộc sống như được như lúc đầu. Sau biến cố đau thương, có lẽ cuộc sống của bà con thôn Làng Nủ khó có thể tròn đầy như ánh trăng trên bầu trời đêm nay. Nhưng tin rằng cùng với sự quan tâm của toàn xã hội và nghị lực vươn lên của những người nơi đây, cuộc sống mới sẽ sớm hồi sinh trên mảnh đất này. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con biên giới, xây dựng biên giới giàu đẹp vững vàng. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã phát động nhiều mô hình thiết thực ý nghĩa như mái ấm biên cương, Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới hay lũy tre biên giới Việt. Thực hiện chủ trương phong trào thi đua nhưng xuất phát không chỉ từ nhiệm vụ mà còn từ tình cảm mong muốn xây dựng những nông thôn, xóm, làng đẹp giàu, nơi phên dậu. Cũng từ đó xây dựng nền thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương tổ quốc. Kế hoạch là đến Tết này, ông Oanh, người già neo đơn của thôn Còn Nàn sẽ có ngôi nhà mới với đầy đủ đồ đạc cơ bản. Bộ khung nhà đã thành hình. Ngôi nhà xây cất mất khoảng 50 triệu đồng. Hoàn toàn từ tiền lương, phụ cấp đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Ba Sơn. Bộ đội cũng tự góp công xây cùng các lực lượng tình nguyện khác trong thôn. Chúng tôi ở biên phòng xây nhà cho ông là vui lắm. Chương trình máy ấm biên cương do lực lượng biên phòng phát động và thực hiện nhiều năm qua. Những ngôi nhà trao tay dù có thể đơn sơ nhưng vững chãi. Với cán bộ chiến sĩ biên phòng, những ngôi nhà kiên cố cũng là thể hiện tình cảm, sự tri ân với đồng bào. Bà con ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, chung tay cùng cán bộ chiến sĩ xây dựng quê hương, làm giàu đẹp, vững vàng thêm nơi phên dậu tổ quốc. Ngoài việc hỗ trợ cho xây dựng nhà ra thì chúng tôi còn có nhiều cái mô hình, công trình hỗ trợ cho bà con nhân dân phát triển kinh tế sau này, tạo được cái niềm tin cho bà con nhân dân phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong giữ gìn an ninh trật tự cũng như quản lý bảo vệ biên giới.
Bộ đội biên phòng cùng sống, cùng làm, cùng giúp bà con ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế cũng góp một phần quan trọng trong chủ trương toàn diện xây dựng vững mạnh thế trận lòng dân nơi biên giới. Tích cực hơn nữa, tham mưu đề xuất thực hiện thắng lợi cái chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong này. Với nhiệm vụ trọng tâm đó là tập trung xây dựng khu vực biên giới vững mạnh phát triển, giúp dân phát triển kinh tế xã hội để nâng cao đời sống. Bằng những công việc cụ thể, cùng xây nhà, làm đường, cùng bà con cải thiện sạch đẹp môi trường sống, phát triển kinh tế, biên phòng Lạng Sơn thời gian qua đã chung tay cùng chính quyền địa phương đưa 13 xã khu vực biên giới vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới, củng cố thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong top đảo tuyệt vời nhất thế giới và đứng thứ hai trong danh sách 10 hòn đảo châu Á, lọt top giải thưởng do tạp chí du lịch Connas Traveler bình chọn. Kết quả được đánh giá dựa trên các tiêu chí như chất lượng dịch vụ, cảnh sắc, bãi biển, ẩm thực và sự hiếu khách. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Phú Quốc vào danh sách những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới với số điểm cao hơn năm ngoái. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên, Phú Quốc còn là nơi du khách có thể có nhiều trải nghiệm độc đáo. Đây cũng là nơi duy nhất của nước ta miễn visa cho toàn bộ du khách với thời gian lưu trú tới 30 ngày. Việt Nam đón hơn 12,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng năm nay. Con số này vượt cả năm ngoái, trong đó một số thành phố dẫn đầu như là Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 9 tháng qua, thành phố đã đón hơn 4 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Với nhiều giải pháp liên tục làm mới và quảng bá sản phẩm, ngành du lịch thành phố kỳ vọng sẽ bứt phá đón khách quốc tế trong cao điểm du lịch cuối năm. Tại ga tàu thủy có thể thấy là khách đến đây rất là đông, trong đó thì có rất là nhiều khách nước ngoài đến từ nhiều quốc gia. Và theo ghi nhận của chúng tôi thì cái lượng khách nước ngoài đến đây thì tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Các du khách đến từ Mỹ này cho biết đây là lần đầu tiên đến thành phố Hồ Chí Minh và rất thích thú khi được trải nghiệm cảnh quan, ẩm thực đa dạng của thành phố. Trong đó, du lịch đường sông là một trong những sản phẩm đặc biệt thu hút. Chúng tôi rất hào hứng khi tham gia tour đường sông hôm nay. Chúng tôi được nghe về văn hóa, lịch sử thành phố Hồ Chí Minh và được trải nghiệm khoảng thời gian tuyệt vời khi đến đây. Chúng tôi chụp rất nhiều hình ảnh đẹp và sẽ chia sẻ cho bạn bè và người thân của chúng tôi về cảnh quan và con người thân thiện của Việt Nam cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Tại các công ty lữ hành, lượng khách quốc tế theo đoàn và khách mua tour lẻ cũng tăng từ 10 đến 15% so với cùng kỳ, chủ yếu ở các thị trường châu Âu, châu Mỹ. Trong thời gian cuối năm này thì chúng tôi tiếp tục đón những cái đoàn khách tàu biển, khách đường sông với những cái trải nghiệm ở khu vực miền Nam, cũng cố gắng làm sao mở rộng hơn, kết hợp với các cái đối tác trong và ngoài nước với mong muốn là có cái giá cạnh tranh hơn, đồng thời là những cái trải nghiệm đối với khách hàng nó sẽ phong phú hơn nữa. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh việc liên tục phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực, thì chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá xúc tiến du lịch được đẩy mạnh tại các thị trường quốc tế lớn đã góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến thành phố. Ngành du lịch thành phố cũng đã triển khai rất là nhiều các hoạt động quảng bá xúc tiến và đặc biệt là từ thị trường từ Úc Châu đang lựa chọn cái điểm đến thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam ngày càng nhiều. Tới thời điểm này thì chúng tôi cũng tính toán thì khả năng mà vượt được cái chỉ tiêu đề ra là hoàn toàn có cơ sở. Ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sớm vượt mốc đón 6 triệu lượt khách quốc tế với doanh thu đạt 190.000 tỷ đồng trong năm nay. Và sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các tỉnh thành ở Việt Nam cũng như một số nơi trên thế giới.
Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Để có thể theo dõi trực tuyến những nội dung của kênh VTV4, quý vị có thể truy cập website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go có trong kho ứng dụng Google Play hoặc App Store. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.